Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với chương trình Trạm Cờ Quý Tị. Hai tuần đã trôi qua, hai tuần thật dài với nhiều hoạt động, nhiều sự kiện ý nghĩa trên cả nước. Đại tướng Võ Nguyên Giáp vĩnh biệt cả dân tộc và tên tuổi, hình ảnh của người sẽ còn in trong tâm trí của tất cả người dân Việt Nam. Bão lũ hoành hành ở miền Trung, chúng ta đã trải qua một ngày lễ lớn trong năm, đó là ngày 10 tháng 10, ngày giải phóng thủ đô. Và còn rất nhiều sự kiện khác đã diễn ra và chắc chắn đó là những điều mà chúng ta sẽ nhớ mãi trong thời gian nghỉ vừa qua của Trạm Cờ Quý Tị. Ngày hôm nay Trạm Cờ Quý Tị đã trở lại và rất nhiều sự kiện trở lại, chẳng hạn như các giải bóng đá ở châu Âu cũng đã trở lại trong ngày hôm nay. Và chúng tôi tin rằng một ngày thứ Bảy sẽ có rất nhiều niềm vui, rất nhiều sự kiện và quý vị và các bạn sẽ chọn Trạm Cờ Quý Tị là một trong những sự kiện tiêu điểm trong ngày hôm nay. Vì chúng ta có một trận tứ kết đáng chờ đợi. Và đây là trận tứ kết đầu tiên của Trạm Cờ Quý Tị. Chúng ta chỉ còn 7 trận đấu nữa và đây là trận đấu đầu tiên trong 7 trận đấu đó để hướng đến trận đấu chung kết diễn ra vào tháng sau. Hai người góp mặt trong trận đấu tứ kết ngày hôm nay đó là người ngồi bên trái tôi, anh Phạm Quốc Hương. Chào mừng anh đã trở lại với Trạm Cờ Quý Tị sau 2 tuần tạm nghỉ. Đối mặt với anh Trần Quốc Hương, Phạm Quốc Hương đó là anh Trần Cẩm Long, một kỳ thủ đã gây ra được rất nhiều những dấu ấn, rất nhiều những ấn tượng với những gì mà anh đã hành xử trong trận đấu gần đây nhất của anh. Anh Trần Cẩm Long đến với trận đấu ngày hôm nay thì bên cạnh việc chuẩn bị rất kỹ, tôi biết rằng anh là một người dân miền Trung cũng luôn có những lời, luôn có những sự chia sẻ với những người bà con ở quê nhà. Vậy anh đã liên lạc và đã có những cái hoạt động như thế nào với những người ở nhà? Tôi thì tôi sống ở Nha Trang nhưng mà gốc tôi là người Đà Nẵng. Tôi vào Nha Trang 16 năm và tuần vừa rồi là tuần thiên tai của khu vực Trung Trung Bộ và quê hương tôi cũng bị bão lụt. Thì trong thời gian vừa qua thì ở quê hương tôi rất chịu rất nhiều tang tóc, nhưng mà rất may là gia đình tôi thì cũng không sao, không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Vâng. Và ở ngày hôm nay thì tôi hy vọng rằng anh sẽ tạm thời quên đi những điều đó và tập trung hết mình cho trận đấu ngày hôm nay và sau đó chúng ta sẽ trở lại với những hình ảnh đó, những hình ảnh luôn được quan tâm trong thời gian gần đây. Anh Phạm Quốc Hương, anh là một trong những kỳ thủ được đánh giá cao, có lẽ anh cũng biết được điều đó. Anh đã chuẩn bị như thế nào cho trận đấu này? Anh Long là anh gây ra bất ngờ rất nhiều từ ở vòng loại nên là tôi rất tôn trọng anh, là trận đấu này tôi sẽ đánh hết mình. Vâng. Và chúng ta có hai cao thủ rất được chờ đợi ở Trạm Cờ Quý Tị thi đấu trong trận đấu tứ kết ngày hôm nay và bây giờ là thời gian mà quý vị và các bạn cùng tìm hiểu kỹ hơn về hai cao thủ này. Lá thăm đã khiến người hâm mộ được chứng kiến một trận đấu nảy lửa vào chiều nay. Phạm Quốc Hương, câu lạc bộ Kỳ Hữu Hà Nội gặp Trần Cẩm Long đến từ Khánh Hòa. Với rất nhiều người, Phạm Quốc Hương là một cái tên lừng danh. Đúng với cá tính của mình, anh luôn nhập cuộc một cách thận trọng nhưng bùng nổ đúng lúc, toàn diện cả về cờ nhanh lẫn cờ chớp. Phạm Quốc Hương luôn được đánh giá rất cao mỗi khi xuất trận. Được đánh giá nhìn hơn so với đối thủ, nhưng chắc chắn Kỳ Vương đất Bắc Phạm Quốc Hương vẫn sẽ dành những sự tôn trọng đối với kỳ thủ phố biển Trần Cẩm Long. Sau hai trận đấu, bác sĩ Trần Cẩm Long đã khiến cho người hâm mộ cảm thấy yêu mến anh vì phong cách chơi cờ rất mạnh về trung tàn cuộc cùng với khả năng gây đột biến cao. Bác sĩ Trần Cẩm Long hoàn toàn có thể gây bất ngờ trong trận đấu chiều nay. Tôi tâm niệm rằng đến đây giao lưu là chính, còn thắng thua cũng là một phần cuộc chơi thôi. Trong 32 danh thủ hàng đầu mà anh đi thi giải lần này thì tôi là một người nghiệp dư, lúc nào tôi cũng đánh giá mình thấp hơn mọi người. Phía sau anh luôn là một đội ngũ cổ động viên đông đảo. Họ sẽ cổ vũ nhiệt tình cho kỳ thủ này từ phố biển xa xôi, nơi mà mỗi khi anh xuất trận, đó là dịp hội tụ của những người yêu cờ thành phố Nha Trang, mong muốn kỳ thủ này sẽ tiếp tục giành chiến thắng. Trước khi trận đấu này diễn ra, hai kỳ thủ đã tiến hành bốc thăm như thường lệ để chọn quyền đi trước. Và người đã giành quyền đi trước đó là kỳ thủ Phạm Quốc Hương. Chúc hai anh có một trận đấu thành công và tôi sẽ trở lại với vị trí quen thuộc. Sau đây chúng ta chuẩn bị tiến hành ván đấu thứ nhất ở vòng tứ kết của giải Trạm Cờ Quý Tị 2013. Ván đấu này diễn ra giữa hai kỳ thủ Phạm Quốc Hương và kỳ thủ Trần Cẩm Long. Theo kết quả bốc thăm thì kỳ thủ Phạm Quốc Hương là người cầm quân màu đỏ, được quyền đi trước. Nếu như ván cờ kết thúc hòa thì hai kỳ thủ sẽ phân định thắng thua bằng ván cờ chớp, mỗi bên sử dụng 5 phút và 6 phút. Và vận động viên cầm quân đen đi sau ở ván này sẽ được chọn màu quân cho ván cờ chớp. Xin mời hai kỳ thủ kiểm tra lại toàn bộ quân cờ. 12 kỳ thủ làm thủ tục thi đấu. Hai người hỗ trợ cho các vận động viên về vị trí. Ván đấu bắt đầu. Pháo 2 bình 5. Mã 8 tháng 7. Mã 2 tiến 3.
trước 7 tháng 1. Tốt 7 tháng 1. 32 tháng 3. Mã 8 tháng 7. Tuần 3 tháng 5. Mã 7 tháng 6. Xì 4 tháng 5. Thưa quý vị và các bạn, lúc này tôi đang có mặt ở cabin bình luận của chương trình Trạng Cờ Quý Tỵ. Như thường lệ, chúng tôi có hai vị khách mời ngồi để phân tích và đưa ra những ý kiến, những dự đoán, nhận định của mình về trận đấu mà chúng ta đang chứng kiến. Chắc chắn đây sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn ở nhiều khía cạnh. Và hai vị khách mời có mặt trong trận đấu tứ kết đầu tiên đó là ông Doãn Hữu Bình, trưởng ban biên tập tạp chí thể thao và admin của diễn đàn cờ Thăng Long Kỳ Đạo, đó là anh Phạm Thành Trung. Thưa ông Doãn Hữu Bình, ông chờ đợi gì ở trận đấu này? Đây là một trận đấu không chỉ mình tôi mà tất cả những người hâm mộ cờ của cả nước và khán giả của chương trình Trạng Cờ Quý Tỵ đều đang rất là mong đợi. Bởi vì chúng ta biết rằng là tuần vừa rồi thì nghỉ vì để nhường chỗ cho giải đấu giải A2 toàn quốc, thì tất cả mọi người đều đang rất là mong chờ cái vòng tứ kết diễn ra, và đây lại là trận đấu đầu tiên của vòng tứ kết giữa hai danh thủ. Thực sự là anh Trần Cẩm Long, tuy anh ấy rất khiêm tốn, anh nói rằng là anh là một kỳ thủ nghiệp dư, nhưng anh thực tế cũng là một danh thủ làng cờ Việt Nam. Và Trần Phạm Quốc Hương thì là một cái tên đã quá nổi tiếng ở làng cờ phía Bắc rồi. Thì đây là một cái trận đấu rất là hay. Và nếu như mà về đánh giá trình độ, nói chung là về trình độ thì làng cờ đánh giá là Phạm Quốc Hương nhỉnh hơn. Tuy nhiên chúng ta biết là ở sân chơi này luôn luôn có những cái bất ngờ, và đấy là một cái điều rất là hấp dẫn chúng ta cùng chờ đợi. Còn ở trong cái trận đấu này, khi mà bước vào mà được có mình lợi thế đi tiên thì Phạm Quốc Hương lập tức đã triển khai thế trận pháo đầu ngay. Và có một cái khác biệt là khi mà anh Trần Cẩm Long đối phó bằng bình phong mã, thì tới thời điểm này chúng ta thấy là cả hai bên cùng chưa xuất xe đấy, hai bên cùng điều các cái quân pháo mã vào cuộc trước. Đây là thế trận mà pháo đầu chậm ra xe đối với bình phong mã, nhưng mà bình phong mã cũng chậm ra xe luôn. Thì đây là một cái thế trận tuy là tấn công bên phòng ngự nhưng vẫn mang những cái tính thăm dò. Thưa anh Trung, tôi được biết rằng là kỳ thủ Phạm Quốc Hương thì vừa có những trận đấu giao hữu, thì anh có nắm rõ về những trận đấu đó không ạ? Kết quả như thế nào? Anh Phạm Quốc Hương thì vừa giành chiến thắng hai ván trước anh Nguyễn Khánh Ngọc, người đoạt vừa đoạt giải năm của quốc gia bằng hai ván cờ hết sức thuyết phục. Thì quay trở lại trận đấu này thì tôi cũng có đánh giá sơ bộ về tình hình. Thì anh Hương thì tuy không tham gia giải quốc gia mà điều do cá nhân, tuy nhiên anh ấy là được đánh giá là về thực lực mạnh nhất nhì miền Bắc hiện nay. Và trong cái trận đấu này thì mọi người chúng ta có thể nhìn thấy rằng là hai danh thủ không đi, anh Hương không đi pháo đầu lên mã để xuất xe như thông thường, mà anh Hương sử dụng thất lộ ngựa. Cái điều này thì anh Hương cũng đã nói với tôi từ trước trận đấu là anh sẽ dùng những cái trận cuộc mà nó tránh những cái trận cơ bản để có thể đấu cuộc, mà anh sẽ sử dụng nội lực của mình. Và đây chính là lý do mà anh Hương đã sử dụng cái trận thế mà thông thường mà mọi người không nhìn thấy xe nhiều. Xe 1 bình 2. Tới đây thì sau gần 10 nước cờ thì anh Hương mới xuất xe, mà chắc chắn theo tôi nghĩ rằng là phía bên kia thì cũng sẽ chọn cái giải pháp đơn giản. Đấy là chính xe 9-8. Thì chúng ta thấy là đây là một cái điều khác biệt so với những cái trận đấu thông thường, thì là bao giờ cũng là sau 3 nước thì là hai bên cùng xuất một con xe ra ngay là đưa vào cuộc. Bởi vì nguyên tắc của khai cuộc ở trong cờ tướng ấy là cố gắng đưa những quân mạnh vào cuộc càng nhanh càng tốt, chiếm những cái vị trí quan trọng trên bàn cờ. Thì ở trong cái ván cờ này là dường như đôi bên đang có một cuộc đấu trí. Khi mà anh Hương chậm ra xe thì anh Long cũng chưa vội ra xe, bởi vì tùy theo cái hướng phát triển. Còn Phạm Quốc Hương, những người mà chơi cờ ấy, đã biết đến Hương ấy, thì cũng biết là Hương rất mạnh ở thế trận pháo đầu hoành xe. Có một cái thế trận pháo đầu hoành xe tức là xe 1 tiến 1. Nhưng mà tới đây thì Hương đã chọn biến là trực xe, là xe 1 bình 2 thì anh Long mới xuất xe ra. Và đây là một cái thế trận khá là anh Long cũng đang chơi cái kiểu nôm na là thái cực quyền, chờ đợi đối phương đi tới đâu thì mình đi tới đấy. Thì chúng ta cùng theo dõi tiếp. Vâng, như quý vị và các bạn đã biết thì chúng tôi luôn có một tổng đài tin nhắn để chờ đợi những thông tin, những tin nhắn của quý vị và các bạn gửi đến chương trình. Tổng đài đó là 8391. Và những cú pháp thì rất đa dạng. Chúng tôi hy vọng quý vị và các bạn đã rất nhớ những cú pháp của chúng tôi trong một thời gian dài đã qua của chương trình, khi chúng ta trải qua đấu vòng 1, vòng 2
Và bây giờ là vòng tứ kết. Vâng, rất nhanh thì anh Hương đã sử dụng mã 7 tấn 5 để ăn tượng, cho nó sẽ vật pháo 7 tấn 5. Xe 2 tiến 9. Vâng, xin lỗi. Bởi vì anh Long đã ăn pháo vào nên buộc vào xe 2 tấn trước. Từ đây thì Hương hơn một pháo 7 tiến 5. Vâng, bây giờ mới là pháo 7 tấn 5. Hiện thời thì anh Hương thì đang hơn một tượng và hơn một binh 7. Xe 1 bình 3. Sau cái nước bình xe bắt pháo vừa rồi của anh Long ở bên đen thì có lẽ là bên đỏ sẽ có hai cái lựa chọn là bình pháo ra dự pháo tạo thành một đôi pháo gánh dọc, hoặc là bình pháo ra biên để chờ cái cơ hội cắm xuống. Nhưng tuy nhiên bình pháo ra biên thì sẽ bị ăn lên con tốt và lúc đấy xe pháo của bên đen sẽ kiểm soát cái cánh bên trái của bên đỏ. Vì thế là bên có lẽ anh Hương đang phải suy tính rất là nhiều. Hoặc là có thể bỏ con pháo đấy để xuất xe bắt lại pháo. Nhưng mà nếu xuất xe bắt pháo thì có thể có nước bên kia có bật pháo sang bắt tốt, bắt tượng. Thì lúc đấy thì tình thế lại cũng không được thuận lợi. Vâng, pháo 7 thoái 2. Không rất khó để chạy ngang pháo, và nếu chạy ngang pháo thì sẽ bị xe 3 tấn 5. Nếu xe 9 bình 8 bắt pháo sẽ bị xe 3 tiếp tục ấn 1. Thì hình cờ bên xanh sẽ tương đối là mạnh. Anh Hương thoái pháo về đầu tốt, sử dụng tốt giữ pháo. Bởi vì do bên hậu cũng không còn tượng nữa để mà có thể trong 3 tiếng 1. Có hai binh 7 bắt tượng mà buộc phải hất lên rồi. Là 8 tăng 7. Chắc chắn tới đây thì bên đỏ phải tính tới đường để đưa quân xe vào cuộc rồi. Vì cái quân mạnh nhất đoàn cờ ở thời điểm này mà chưa ra thì là một cái khá là chậm trễ. Xe đưa vào cuộc chấp nhận là có bị mất con tôm bên kia cũng chấp nhận thôi, để đưa cái quân mạnh vào cuộc ngay. Tôi nghĩ là anh Long sẽ không ăn răng tốt đâu, để con pháo đấy còn đè con mã để khống chế về cục diện. Tôi cùng chờ xem bên đen sẽ xử lý như thế nào. C3 tăng 3. Xe giữ hàng tốt. Chúng tôi xin được thông báo là với những khán giả đã giành giải thưởng qua các chương trình của Trạng Cờ Quý Tỵ kể từ những chương trình đầu tiên, chúng tôi sẽ tiến hành trao giải đợt 1. Và chương trình này sẽ được ghi hình và sẽ được phát sóng. Quý vị và các bạn hãy chuẩn bị và chúng tôi sẽ trao những phần thưởng mà quý vị và các bạn đã rất xứng đáng giành được qua những tin nhắn, qua những chương trình theo dõi và dự đoán của Trạng Cờ Quý Tỵ. Hy vọng quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ chương trình với những tin nhắn. Vâng, cái nước xe 3 tấn 3 của anh Trần Cẩm Long là tương đối là lão luyện. Cái nước cờ này sẽ là quản lý hàng cốt của mình. Đặc điểm rất mạnh của anh Hương là đến cờ tàn. Và khi xe 9 bình 8 ra thì nếu như anh Long không đi xe 3 tấn 3 thì nhiều khả năng sẽ xe 8 tấn 6 để truy quét con tốt biên. Và sau khi phát hiện ý đồ này thì anh Long đã đi nước xe 3 tấn 3 tương đối hay. Thì nước tiến xe giữ tốt vừa là để mở đường cho quân mã tiến lên, vì nếu không thì con tốt đầu sẽ bị uy hiếp. Thì con mã đen vừa mới nhảy lên hà và đang có hướng nhảy lên từ 6 lên 4, tiếp tục từ 4 lên 6 để phối hợp tấn công. Pháo 7 bình 3. Lập tức Hương vật pháo sang tốt. Nếu như xe 3 tấn 2 thì tốt đầu sẽ bị anh Hương ăn và đang dọa thọc xe chiếu sát cục. Vâng, anh Hương hình như đã đoán trước được ý đồ mã 7 tấn 6 của anh Long và đã có nước
chống trả lại tương đối là hay. Thế đây có khả năng là bên đen sẽ mã 6 tấn 5 ăn tốt để đóng con pháo đầu trước. Ở đây là đội hai bên đều rõ ràng là đang đấu trí với nhau rất là ngay quyết liệt, cùng nhắm vào một con tốt đầu. Ở bên nào mà động cái tình thế mà muốn biến đổi tình thế trước thì bên kia sẽ lập tức đáp trả ngay. Và tới đây thì sau khi mà Hương vật sang để chờ, nói như anh Trung nói là chờ cái cơ hội để mà vật lên tốt đầu, thì lập tức anh Long đã ăn tốt đầu trước. Bây giờ ép con mã, nếu như con mã không ăn lên thì phải thoái lui. Còn nếu ăn lên lập tức là bên đen sẽ đóng pháo đầu trước. Phòng pháo đầu đóng chặt. Và 3 tiến lên. Vâng, chúng ta cũng có thể nói là anh Long sử dụng phương pháp là tiên hạ thủ vi cường. Đấy, như tôi có nói ngay từ cái lúc mà hai bên mới xuất quân ấy, thì anh Long đang chơi cái giải pháp giống như là một người đánh thái cực quyền ấy, là bên kia đánh tới đâu thì mình sẽ dùng những cái đối pháp nó tương tự như vậy. Thì tới đây thì là anh Long đang, tôi nghĩ rằng là anh Long đang nhỉnh hơn một chút về mặt thế trận, thì dường như là nhỉnh hơn một chút. Vâng, nhỉnh hơn một chút về bởi vì hơn tốt đầu pháo đầu đóng chặt, tuy nhiên là kém một tượng. Cũng có, nói chung là mỗi bên đều có những cái điểm mạnh của mình. Tướng 5 bình 4. Vâng, tướng 5 bình 4. Bởi vì nếu xe 3 tấn 2 sẽ sử dụng pháo 5 tấn 4. Vâng, thoát cái đường cô pháo của anh Trần Cẩm Long. Cái nơi xuất tướng này thực ra là đang giữ con tốt 7 kìa. Mặc dù tốt 7 vô căn nhưng mà nước sắp tướng. Nghĩa đây là cả hai đang chơi một cái ván cờ rất là mềm mại. Giống như là hai người đang giống như chúng ta xem cái võ sĩ mà Vĩnh Xuân Quyền ấy tập với nhau ấy, thì nó rất là giống như vậy. Cảm giác nó giống như vậy. Vâng, những cái nước cờ tương đối mềm mại, nhưng mà nếu mà bất kể bên nào có sai lầm thì sẽ có nước cứng rắn ngay. Phạm Quốc Hương, có lẽ đây là trận đấu khó khăn nhất với những gì mà chúng ta đang chứng kiến ở thời điểm hiện tại. Anh được đánh giá rất cao qua hai màn trình diễn, có thể dùng từ trình diễn ở những vòng đấu đầu tiên và vòng đấu thứ hai của trạng cờ Quý Tỵ. Và bây giờ là một trở ngại thực sự, và chúng ta sẽ chờ xem người đánh giá rất cao, người tự tin có thể đi đến ngôi vương của giải đấu năm nay sẽ xử lý như thế nào trước một game thủ cũng được rất nhiều người yêu mến, đó là anh Trần Cẩm Long. Trước trận đấu này thì chúng ta có thể nói là chúng ta phát hiện ra những cái trận bút chiến ở trên các diễn đàn toàn quốc, đặc biệt là trên thanglongkidao.com, rằng hai các cái cổ động viên của Khánh Hòa cũng như của Hà Nội đang tranh cãi nhau kịch liệt để xem kỳ thủ nào của họ yêu mến sẽ là kỳ thủ mạnh hơn. Và cái cuộc bút chiến trên mạng chờ cái kết quả, và chúng ta sẽ chờ cái kết quả của trận đấu này để có thể là tạm thời khẳng định ai sẽ là người có ưu thế. Vâng, nước cờ rất hay. Xe 8 tấn 5, nếu như vừa khống chế cái đường, nếu như bây giờ giật pháo về thì có thể binh 7 tấn 1 ngay, thì có thể tràn được tốt sang sông. Một nước cờ rất hay của anh Phạm Quốc Hương đang đe dọa binh 7 tấn 1. Vâng, và nếu như vẫn xe 3 tấn 2 thì sẽ tổ chức phản công ngay, và khi gãy tượng rồi mà bị pháo đầu đóng thì sẽ rất khó đỡ. Nước cờ mà theo cá nhân tôi đánh giá là tôi rất tán thưởng nước cờ này. Bây giờ lẽ mọi sự chú ý chúng ta sẽ hình dung đến con tốt 7 của bên đỏ và con xe 3 của bên xanh. Nhưng có lẽ nếu như mà anh Long bây giờ không thoái pháo về thì có thể con xe sẽ chạy sang bắt con pháo trước, sau đó mới đấm tốt 7 lên. Vâng. Thì lúc đấy thì hình cờ của bên đỏ thì nó lại trở thành ra đẹp hơn. Đây là một cái nước cờ rất là then chốt. Cục nước xe 8 mình 4 bắt pháo buộc phải chạy, sau đó binh 7 tấn 1 chạy sang sông thì Theo tôi sẽ phải vẫn phải thoái con pháo về thôi, để tránh cái nước bình xe sang. Còn bây giờ bên đỏ có đấm tốt sang thì cũng phải chịu, vẫn phải né xe qua một nước. Thì lúc đấy thì thế cờ nó vẫn ở cái tình thế giằng co. Còn nếu như là để xe 8 bình 4 thì sang nằm tới 2.
Anh Long đã chọn giải pháp là thoái pháo đầu về để tránh nước bình xe qua. Liệu có thể là xe 8 tấn 4 chiếu rồi mới bình 7 tấn 1 không? Nước pháo 5 tấn 2 này của anh Long cũng tương đối là hay, sắc sảo. Nhưng mà tôi có một cái cảm tưởng, xin lỗi thưa anh Bình, là tôi có cảm tưởng rằng cái thế trận thái cực quyền của chúng ta đã chuẩn bị là cái sự mềm mại đang bắt đầu là gần tan rồi ạ. Xe 8 tiến 4. Xe 8 tấn 4 chiếu. Bình 7 là bình 7 tấn 1, vâng, chính xác. Có thể nhận thấy là cái khả năng chơi chung cuộc của Phạm Quốc Hương rất là hay, đúng danh bất hư truyền. Và tới thời điểm này thì đang ở tình thế là khó khăn như vậy mà anh đã bằng một số nước điều quân rất là tinh tế thì anh đã giành được một chút lợi thế. Vâng, buộc phải xe 3 bình 4, nếu không thì binh xin lỗi, xe 3 thoái 1. Xe 8 thoái 3. Bắt tôi đầu. Vâng, kẽ hở đã xuất hiện rồi ạ. Đến cái hình cờ này thì tôi đánh giá là ưu thế đã nghiêng hẳn về phía anh Phạm Quốc Hương. Anh Bình có nghĩ như vậy không? Vâng, đúng rồi, thì như tôi vừa nói đấy, thì sau những nước điều quân vừa rồi thì Phạm Quốc Hương đã giành lại cái lợi thế cho mình. Và tới thời điểm này thì rõ ràng anh Long đang phải rất là suy nghĩ, suy tính những cái tình thế đang phải đối mặt. Con tốt đầu mà bị bắt ăn vào chiếu thì con phá đầu sẽ bị nguy hiểm. Anh Hương thì anh đặc biệt mạnh về chung cuộc. Trong cái vấn đề khai cuộc thì do anh Hương rất ít khi gần đây không tham gia các giải toàn quốc, cho nên cái cập nhật khai cuộc mới của anh là không được tốt. Đấy là điểm yếu duy nhất trong cái đường cờ của anh. Tuy nhiên anh vẫn có thể thắng được những danh thủ hàng đầu đất Việt, bởi vì là khả năng chung cuộc của anh cực kỳ cao, và chúng ta đã thấy rõ ràng là những cái nước ấn xe rất là hay. Anh Long vừa đi một nước khá là bất ngờ là tìm bình pháo và giữ tốt. Nếu như đối phương nổ pháo lên thì ăn tốt lên chiếu, còn xe có thể chạy sang bên này chiếu nữa, thì vừa mở một được mặt xe mà vừa có cái thế là đấu pháo đầu và tạm thời giữ tốt đầu. Rằng là anh Long rất lão luyện khi cũng đi pháo 6 bình 5. Triệt tiêu bớt, đe dọa triệt tiêu bớt con pháo 5 rất mạnh của anh Hương. Vừa rồi theo cá nhân tôi đánh giá là nước xe 8 thoái 3 cũng tương đối hay rồi. Nhưng mà nếu là tôi sẽ đi bình 7, bình 6 để bắt pháo đầu trước. Về pháo đầu mắc không để chạy ngang được thì sẽ chạy dọc, sau đó thì thoái về 3 thì sẽ tránh được cái nước cờ này. Pháo 5 tiến 3. Vâng, đổi cây rồi. Chúc 5 tiến 1. Pháo 3 bình 4. Vâng, anh Hương đề phòng trước nước xe 7 bình xe 3 bình 6 chiếu. Thì chắc là buộc phải hất xĩ lên thì sẽ vỡ xĩ ngay. Nên là sẽ anh đã chuyển cây sang đỡ trước, nếu bây giờ vẫn bình 6 thì anh sẽ thoái pháo về chân sĩ, về tài sĩ. Và chúng ta lưu ý rằng hiện thời con xe đỏ đang quản lý hàng tốt của đối phương. Trong các cái thế cờ mà đang chuyển tàn thì các con tốt hết sức quan trọng. Theo hai anh thì nước đi ấn tượng nhất của anh Hương kể từ đầu trận mà gây bất ngờ nhất đối với hai anh là gì ạ? Nước nào? Sang với cá nhân tôi là hàng loạt nước đi xe 8 tấn 5, xe 8 tấn 4, rồi xe 8 thoái 3. Những nước đi xe mà có thể nói là đã làm cho cái thế trận phòng ngự, cái thế trận của anh Long đang nhìn có vẻ tương đối chắc chắn, đang có vẻ là xuất hiện khe hở. Pháo 4 thoái 3. Pháo 4 thoái 3 chắc chắn. Tôi cũng đồng ý với anh Trung về những cái nước đi đấy. Hiện nay thì thế trận nó tương đối nó hòa hoãn hơn. Sau cái nước đỡ rất là chính xác vừa rồi của anh Long thì tình thế nó bớt nguy hiểm hơn. Tuy nhiên hiện nay anh Long đang xuất hiện cái mối lo về mặt cờ tàn. Thì nếu như mà để Phạm Quốc Hương hơn tốt thì họ đã kém tượng rồi, mà để đối phương hơn thêm tốt nữa thì tình thế sẽ rất nguy hiểm. Nên vừa rồi là anh phải chạy trước một con tốt.
Hương đã lập tức ăn ngay hơn một tốt. Xe 6 tấn 4. Và anh Long cũng tiến xe bắt tốt. Thế đây là hai bên đang đưa ván cờ dần dần vào cái thế cờ tàng. Xe tốt, xe pháo tốt. Tuy nhiên bên đỏ vẫn như thế vậy. Bên đỏ vẫn hơn tượng, mà tới thời điểm này thì vẫn tạm thời đang hơn một tốt. Bây giờ đấy, bây giờ bình ra này. Thế 9-1 bắt bằng được con tốt biên của anh Long. Giờ anh Long phải suy tính là ăn xe qua tốt để bảo vệ tốt. Không thể ăn pháo qua được, vì ăn pháo qua thì có thể là Hương sẽ vỗ xe và chiếu và ăn tốt đầu. Thì nay là đang tính xem là đi nước nào. Xe 6 bình 9. Vâng, đừng xe. Nghĩ tới đây Hương có lẽ là đi con tốt 9 sang. Xe 1 bình 4. 1 bình 4, cướp mặt trước. Sau nước sau sẽ là có thể là pháo 4 bình 5 để bắt con tốt đầu. Cướp mặt trước, sau đó pháo 4 bình 5 bắt tốt đầu. Nhìn những cái nước chuyển cây của anh Phạm Quốc Hương thì mặc dù anh là chuyển cây xe nhưng làm tôi nhớ đến cái trận chúng ta gọi là ngũ bát pháo trinh phong mà cố tranh thủ người bút quân, người đoạt giải ba thế giới đã có một trận là điều những con pháo 8 hết sức tinh tế và kích bại được cái người gọi là anh Nguyễn Phúc Quân chiến thắng. Xin lỗi các bạn, vâng, chiến thắng tranh thủ Lữ Khâm của Trung Quốc bằng những nước điều cây pháo cực kỳ tinh tế. Và sau khi nhìn nước Trung Quốc ngả chợt, tôi nhớ đến một cái anh tài của chúng ta, người mà cái số phận dù rủi không may đã mất. Và anh ấy mới là một trong những người mà anh Hương rất là nể phục, đó là Nguyễn Vũ Quân. Và những nước Trung Quốc cực kỳ là hay, cực kỳ sáng tạo. Một khoảng thời gian suy nghĩ rất là lâu của anh Trần Cẩm Long. Có lẽ đây là thời điểm rất là quan trọng. Thời gian suy nghĩ lâu nhất, một nước đi khiến anh tốn nhiều thời gian nhất kể từ đầu trận. Và điều đó cũng đẩy thời gian của anh Trần Cẩm Long, anh vừa nhìn lên đồng hồ của mình, xuống dưới anh Phạm Quốc Hương. Lần đầu tiên điều đó xảy ra trong trận đấu này. Pháo 4 bình 5. Vâng, rất chính xác, pháo 4 bình 5. Bắt chết tôi đầu. Không để chạy ngang pháo được ở cục ngay. Không có pháo có thể là bình sang lộ 6 thì lúc đấy là ngăn. Vâng, chưa chiếu được. Vâng, chính xác. Bình sang lộ 6 thì tạm thời là ngăn nước chiếu vừa tránh bị bắt tốt. Vâng. Tuy nhiên về cục diện thì rõ ràng là đang là ưu thế, nhưng xe 4 thoái 2. Nước thoái xe để cấm không cho tốt của đối phương tiến lên. Và sau đó thì sẽ tốt 7 bình 6 để bắt con tốt 5. Ngăn cản thì mọi cách thì bắt là... Vâng. Thì bây giờ thì đến cờ tàn rồi. Hai bên là đều phải đi những cái nước nó rất là chát chiu. Vì bây giờ từng con tốt là đều có thể là quyết định luôn cả ván cờ. Dùng mọi cách để bắt con tốt nghe rất là... Có vẻ là bí đúng không? Không phải bí, vì thực ra ván cờ tàn nó đã đi đến cái chỗ là con tốt là cái con rất là quan trọng. Và chúng ta biết rằng là gặp thời thì một tốt cũng thành công rồi. Ở đây là cứ thêm một tốt thì là nó càng thêm lực để tấn công. Đấy, thì lúc này là vừa uy hiếp, nếu như mà tốt của Phạm Quốc Hương mà vào bắt được con tốt 5 của đối phương thì lại càng tăng thêm uy lực tấn công ở trung lộ đó, sẽ càng phối hợp với xe pháo. Thì lúc đấy sức tấn công sẽ rất mạnh và lúc đấy bên đen gần như chỉ còn cố gắng chống đỡ được, kéo dài thời gian thôi. Rõ ràng là về chung cuộc thì Phạm Quốc Hương đã tỏ ra là mình nhỉnh hơn so với đối thủ. Đến thời điểm này thì anh vẫn đang giữ cái ưu thế khá lớn. Bây giờ là cờ bên xanh là tương đối khó đi. Thank you.
chúc năm tấn mộ. Phê tốt. Xe 4 bình 5. Tháo 6 thôi 4. Thiếu xe. Thiếu rút sao? Bây giờ thì xe 5 bình 1 thì không biết anh Long đỡ như thế nào. Thế sẽ chạy xe 9 bình 5. Xe vào thì mất thêm con tốt biên. Vâng. Thì lúc đấy thì Hương lại hơn đến 2 tốt. Và con xe của đối phương bị nhốt. Có lẽ là anh Long chấp nhận như vậy để nước sau là pháo 6 bình 5 đấu pháo. Tuy nhiên kém 2 tốt vỡ tượng thì rất khó thì chống đỡ con cờ này. Anh Hương chắc là đang tính đoạn là bình 3 hay bình 1, nếu bình 3 có thể bắt được tượng. Xe 5 bình 3. Vâng, xe 5 bình 3 bắt tượng. Không ăn tốt nữa. Vâng, buộc phải xuất tướng rồi. Xe 3 tiến 5. Tiến 6 tăng 1. Rất khó cho bên hậu, rất khó cho anh Trần Cẩm Long rồi. Vỡ cả hai tượng mà kém một tốt. Trong những lúc mà truyền thụ kinh nghiệm của mình, anh Phạm Phương Hương truyền thụ kinh nghiệm mình đến các cái kỳ thủ mà ham học hỏi, thì anh Hương có nói rằng trong đánh cờ quan trọng nhất là khi ưu thế thì phải giành chiến thắng bằng được. Và anh Hương luôn luôn nhấn mạnh điều đó, và chúng ta hãy xem Phạm Quốc Hương có thể cụ thể hóa ưu thế của mình bằng chiến thắng trong trận đấu này không, như những cái lời anh đã nói, điều quan trọng nhất trong cờ. Ở trận đấu gần đây nhất thì chúng ta thấy rằng anh Trần Cẩm Long cũng có ưu thế để giành chiến thắng đúng không ạ? Trước đối thủ nhưng mà đối thủ xin hòa, anh đồng ý luôn. Ông cũng ngắt lời lại là sau khi tôi tìm hiểu đối thủ thì anh Trần Cẩm Long chủ động xin hòa, không muốn dồn ép đối thủ. À đấy ạ. Vâng. Đấy cũng là một cái cách hành xử. Anh Trần Thanh Tân cũng nói với tôi rằng là trong cái hình cờ đấy em biết rằng sẽ bị là anh Long chiến thắng bằng cờ thì em sẽ không bao giờ em xin. Và anh Long người chủ động nói trước. Và cái điều đấy cho đấy là tính cách của hai anh thủ, của anh Trần Cẩm Long rất đáng được ngưỡng mộ. Xe pháo tốt đánh xe pháo tốt. Tuy nhiên bên đỏ đang hơn một cặp tượng. Và tướng của bên xanh không ở vị trí an toàn. Xe 1 bình 6. Xe 1 bình 6 giữ mặt, nếu không thì sẽ bị xe 5 pháo 5 bình 4. Theo anh thì tại sao lại chọn ăn tượng thay vì ăn tốt ạ? Chọn hơn tượng thay vì hơn tốt ạ? Cái đấy là cái cách tính của mỗi người thôi. Thực ra là ăn tượng hay ăn tốt thì nó đều đem tới tiếp tục cái đưa cái ván cờ vào cái thế ưu thế của bên đỏ. Ăn tốt thì sẽ đánh cho kiểu khác, mà ăn tượng thì đánh kiểu khác. Tượng thì vỡ tượng thì lúc đấy là xe pháo thì nó phối hợp để tấn công đối sĩ. Tôi xin, xin có ý kiến là trong cái chế trận xe pháo mà là công đối phương thì vị trí cặp tượng hết sức quan trọng. Bên kia mà còn cặp tượng phòng thủ thì xe pháo sẽ rất khó ăn. Nhưng nếu mà cặp tượng đã bị tiêu diệt thì cái đường xe pháo đánh nó sẽ rất là rộng. Và đó chính là lý do mà anh Hương chạy sang ba để ăn tượng thay vì ăn tốt. Chúng ta lưu ý là anh Hương vừa bình pháo để hăm bắt cục. Bây giờ chỉ cần xe 3 tiến 1 và sau đấy là tiến pháo thiếu là sẽ cục ngay. Anh Long đã phải bình pháo sang chặn con bình xe sang chặn con pháo lại. Như thế với thời gian vẫn đang nghiêng về Phạm Quốc Hương. Tốt 7 bình 6. Sau khi trói chặt xe của đối phương ở vị trí đó thì anh Hương sẽ đi cho con tốt rỗi rãi để vào vị trí chiến đấu. Những cái nước cờ mà. Trục chiến tăng 1. Rất hay. Tiến 1. Bên này cũng buộc phải đi tốt thôi. Chắc chắn là tốt của bên đỏ tốt thì gần hơn rồi. Tốt 6 hơn. Bên đỏ sẽ tranh thủ đi những nước tốt. Bên kia đi tốt thì có kể cả xuống ăn được tượng chẳng nữa tốt vẫn còn tít ở biên. Trong khi xe phải trông con pháo đỏ kia thì lúc đấy một tốt sẽ chẳng giải quyết gì. Trong khi con tốt bên đỏ áp sát rồi thì lập tức sẽ phối hợp với xe pháo ngay. Con pháo lưu ý là con pháo ở lộ 9 thì lúc nào cũng có thể bình trả lại để phối hợp với xe tốt. Đấy, đây là một tình thế mà cực kỳ nguy hiểm đối với anh Long. Vâng, chúng ta thấy rõ ràng là đến bây giờ chúng ta mới thấy cái đặc điểm của cái nước, những cái nước xe tuyệt hay của anh Phạm Hương. Chính vì nước xe đấy mà binh 7 tấn 1 tràn được sang sông. Và binh 7 tấn 1 tràn được sang sông thì nhiều khả năng theo dự đoán của tôi con binh 7 sẽ
rất có nhiều khả năng đem lại chiến thắng cho bên Tiên. Và đó là chính là cái thần diệu của những cái nước cờ vì xe vừa rồi. Nói theo cách khác là con tốt của anh Hương hiếu chiến hơn, hiệu quả hơn. Tướng 6 tối 1. Thời gian đang chênh lệch khá nhiều ở thời điểm hiện tại. 3 phút 30 giây. Cái thời gian thì sẽ càng ngày càng chênh lệch bởi vì bên đỏ đang xe 3 tiền 2 ưu thế thì đúng bên đen sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn. Thì đây là cái điều nó tất yếu sẽ xảy ra thôi. Xe 3 bình 2. Hương vừa đi thêm một nước, nói chung là nước vô thưởng vô phạt. Vì ít nhất thì cũng nếu đối phương chạy con tốt thì lại được thêm một nước là lùa xua tốt đối phương ra xa hơn cái con tướng của mình. Và lúc đấy thì thế trận nó vẫn diễn ra như vậy, không thay đổi gì. Bên đen thì đã chọn đường tiến tốt xuống. Không, cái nước cờ xe 32 của bình 4. Bây giờ anh thì Hương có thể nói là nước cờ nguội. Cái nước đấy bây giờ là anh Long đã cố tiến tốt thay vì là chạy tốt ra thì tạo thành thế rất là bất lợi. Bây giờ nếu bình xe sang thì lập tức sẽ bị ăn xe giật về bắt xe ngay. Thì lúc đấy là ít nhất cũng ăn được con tốt đấy rồi. Vâng. Lúc đấy thì đây là một cái nước vừa rồi do lẽ ra anh Long phải chạy tốt ra biên chứ tiến xuống như thế này là mắc bẫy của Phạm Quốc Hương. Cũng rất là khó nếu chạy ra biên thì con tốt vừa đi một số nước thì vâng. Rất là xa. Và nếu mà xuống thì nhiều khả năng là sẽ mất tốt ngay. Nói như chúng ta có thể nói là anh Hương luôn dành cho đối thủ của mình những cái nước đi rất là khó. Thực sự là khó khăn ạ. Bây giờ không thể là xe 1 bình 6 được, xe 1 bình 6 sẽ bị thoái xe về ăn tốt, bắt xe tiếp tục chạy thì sẽ mất lấy con tốt cực kỳ quan trọng. Sau một hồi thì anh Hương ăn được hơn tượng rồi, ăn được tốt. Và cái thế trận phòng thủ của anh, cái thế trận tấn công của anh Hương vẫn được duy trì. Thời gian thì lại đang rất là nguy hiểm cho bên hậu. Nước cờ này anh có thể chúng ta hay dùng ở trong giang hồ, trên cờ chơi cờ chúng ta gọi là nước làm khó, rất là khó, rất mất thời gian, đi hướng nào cũng thấy không hay cả. Bây giờ đóng xe vào thì mất tốt, mà chạy pháo đi thì sẽ bị binh 5 binh 4 chiếu, sẽ rất là dễ bị vỡ con vỡ sĩ bên cả kia sĩ. Vỡ tan hàng sĩ, vỡ tan hàng sĩ thì cực kỳ nguy hiểm. Lúc đấy tốt sẽ áp cửu ngay. Xe pháo tốt thì đánh một tướng trần thì nguy hiểm lắm ạ. Có lẽ vẫn phải bình xe qua rồi. Vâng, nếu bình xe qua ăn tốt xe sẽ phải chạy dọc thì anh Hương sẽ lại chuyển con pháo về cái vị trí chỉ lúc ban đầu anh lại chuẩn bị anh đe dọa đâm. Và bây giờ thì sau một số nước đi thì anh Long đã bị mất con tốt sang sâu. Xe 1 bình 6. Xe 2 thoái 6. Xe 6 thoái 2. Sẽ phải chạy pháo bởi vì nếu để đổi pháo thì sẽ dễ hòa.
ở đây cũng có thể chạy sang 9 hoặc chạy sang 7, sang 8. Sang 7, sang 8 thì tôi nghiêng về phương án đấy hơn, bởi vì con xe của lúc đấy con pháo của anh Hương sẽ là vô căn. Do đó mà con xe của anh ấy không thể bắt được. Vâng, anh Hương chọn bình 9. Thế ra bịt mặt thì anh Hương sẽ tiếp tục đi tốt. Các 6 bình 1. Giờ bình pháo để chặn pháo chứ không có bình xe. Xe 2 tiến 4. Tiến xe bắt pháo. Nếu con pháo rời cái hàng đó thì lập tức con pháo đỏ của Hương sẽ trả lại đường 4 để chiếu. Thì rất nguy hiểm. Bây giờ rõ ràng chỉ còn con pháo để mà be thôi. Nếu không thì rất nguy hiểm. Ta có thể thấy là những cái nước cờ gây áp lực của anh Hương được ví như những cơn sóng liên tục vỗ bờ. Sóng sau mạnh hơn sóng trước. Áp lực càng ngày càng đè nặng rồi. Bây giờ nếu chạy pháo dọc thì sẽ bị pháo quay trở lại chiếu thì không vá vào mặt được nữa. Khi đó thì sẽ phải chạy xe ngang thì sẽ bị binh 5 binh 4 chiếu và sẽ lại tiếp tục vợ sĩ. Bây giờ theo các anh, nếu là chơi cầm long thì sẽ giải quyết như nào nước đi tiếp theo? Tôi nhìn cái hình cờ này thì có lẽ là tôi buông cờ, cố gắng chống đỡ thì cũng chỉ là để kéo dài thời gian thôi. Thực ra thời gian đấy bây giờ cũng chỉ có 3 phút rưỡi thôi. Về thế cờ thì tôi nghĩ rằng là ưu thế tuyệt đối nghiêng về phía bên đỏ, gần như bên đen đấy không còn đường để chống đỡ. Anh Long vẫn còn, tuy nhiên ở trong cái trận Mạnh Hương rất là hơn pháo 9 hơn bình thế 4. Như thế này thì anh Long vẫn còn đường phản là pháo 1 bình 5. Không, bình 5 xuất tướng ra không làm gì hết thì... Không, tuy nhiên là cái nước pháo 1 thứ 2 là đang chờ một cái cơ hội hy vọng nhá. Nhưng mà thực ra tôi nghĩ rằng đến thời điểm này thì sẽ không còn cơ hội. Phạm Quốc Hương sẽ chơi rất là chặt chẽ mà để tận dụng cơ hội. Tốt 5 tiến 1. Vâng, tốt 5 tiến 1. Đang dọa sát cục đấy ạ. Đang dọa xe 2 bình 4 cục ngay. Bây giờ xuống tướng thì vẫn sẽ tốt 5 bình 4. Thế tướng vào thì sẽ xe 2 tiến 2 chiếu, ăn vỡ sĩ là cũng thua. Thế bây giờ tình thế thì gần như là nó đã được an bài rồi. Tướng thôi 1. Tốt 5 bình 4 chiếu tướng thì có lẽ là ván cờ chỉ kết thúc sau một vài 2-3 nước nữa thôi. Ở đây thì gần như không còn chống đỡ được nữa. Tôi xin được lưu ý với quý vị là vào ngày mai thì trạng cờ quý vị như thường lệ sẽ có một trận đấu nữa vào 3 giờ chiều ngày Chủ nhật. Đó sẽ là trận tứ kết thứ 2. Tướng 5. Đây là trận tứ kết đầu tiên giữa 2, 2. Anh Trần Cẩm Long, xe 5 thứ 6. Một người đến với chúng ta từ Khánh Hòa xe tạo 2, nên rất 4. Nhiều dấu ấn. Tướng thắng 1. Và anh Phạm Quốc Hương, Kỳ Vương, đất Bắc. Tấn công liên tục. Xe thoái chiếu rồi đóng pháo vào là thua. Với những cái người mà trong số những người chơi cờ trên mạng thì mọi người rất là mê cái phần mềm software, chúng ta gọi nôm na là software, thì chúng ta có thể nói rằng cái thời điểm này có thể là báo mết được rồi ạ, có nghĩa là báo cục. Xe 4 pháo 4 bình 5 thì là cục. Pháo 4 bình 5. Rất chính xác. Chúng ta có thể chuẩn bị chuyển lời chúc mừng đến anh Phạm Quốc Hương được rồi.
quá hay. Có lẽ là sau ván cờ này thì rất nhiều người ở trên toàn quốc có cái những cái nghi ngại đến trình độ chơi cờ, trình độ cờ thực sự của anh Phạm Quốc Hương, thì chúng ta có thể nhìn thấy ván cờ này như là ván cờ có thể phản bác những cái lời đó. Một chút ưu thế nhỏ chuyển dần thành lớn. Rất hay. Và như vậy là ván cờ đến đây đã kết thúc với phần thắng thuộc về kỳ thủ Phạm Quốc Hương. Và Phạm Quốc Hương là người giành chiến thắng chung cuộc. Sau đây hai kỳ thủ chúng ta sẽ chuẩn bị tiến hành làm lễ trao giấy chứng nhận. Cảm ơn hai kỳ thủ. Trở lại với cabin bình luận, chúng ta vừa trải qua một trận đấu mà anh Phạm Quốc Hương đã chứng tỏ được khả năng đánh tàn cuộc của mình. Thi đấu rất là sắc sảo và rất là nhiều nước đi được hai vị khách mời của chúng tôi tán thưởng. Nhưng dù sao, thưa anh Bình, chặng đường cuộc hành trình của anh Trần Cẩm Long cũng đã để lại rất là nhiều dấu ấn, ghi được rất nhiều cái chiến công ở chặng cờ Quý Tỵ. Anh Long, chúng ta biết rằng anh Long là một người hiện đã không phải chơi cờ chuyên nghiệp nữa. Anh ấy đang là một bác sĩ rất là thành đạt, quê ở Đà Nẵng và đang rất thành công ở trong nghề y ở Khánh Hòa. Và tuy nhiên trong cái giới cờ thì anh ấy vẫn rất là được nể trọng, làng cờ vẫn rất nể trọng, đặc biệt là về cái phong cách, cái phong thái của anh ấy. Thì chúng ta đã thấy anh ấy chứng minh là kể cả về chuyên môn, sau hai ván thắng sau khi vượt qua hai kỳ thủ cùng tên Tân là Tôn Thất Nhật Tân và Trần Thanh Tân, thì tiếp tục là một cái ván hôm nay với Trần Quốc Hương, với Phạm Quốc Hương, thì anh ấy cũng đã chơi, tôi nghĩ rằng là đến chung cuộc thì vẫn khá là hay. Tuy nhiên thì đến từ chung cuộc cho đến tàn cuộc thì rõ ràng là trình độ của Phạm Quốc Hương thì nhỉnh hơn, và mọi thứ đã diễn ra ở trong bàn cờ. Cho nên tôi thấy tôi rất là đồng cảm với cái nụ cười của anh Trần Cẩm Long, một cái sự nụ cười giống như là một cái sự tâm phục khẩu phục. Và có lẽ đây anh dừng lại cuộc chơi ở thời điểm này thì nó cũng là hợp lý, vì phía bên kia lại là Phạm Quốc Hương. Nếu là một kỳ thủ khác thì không biết kết quả đó sẽ như thế nào. Còn Phạm Quốc Hương thì rõ ràng là chung cuộc, tàn cuộc đều tốt hơn so với anh Trần Cẩm Long. Cho nên tôi nghĩ đây là một cái kết quả nó cũng xứng đáng, và dù sao cũng xin chúc mừng anh Long đã đi tới cái vòng đấu này. Như vậy anh Phạm Quốc Hương đã có mặt ở vòng bán kết. Thưa anh Trung, theo dõi kỳ thủ Phạm Quốc Hương thi đấu rất là nhiều và cũng hiểu kỳ thủ này, thì anh thấy anh Phạm Quốc Hương thể hiện ở trận đấu này như thế nào? Cái trận đấu này thì cũng như tôi đã đánh giá trước trận trong các bài bình luận ở trên diễn đàn Thăng Long Việt Đạo.com, thì tôi có nói rằng là mặc dù rất là tôn trọng và ngưỡng mộ anh Trần Cẩm Long, tuy nhiên anh Phạm Quốc Hương sẽ là người cửa trên, chúng tôi nôm na là cửa trên trong trận đấu này. Và cái ván đấu này đã thể hiện được thực lực mạnh mẽ của anh Phạm Quốc Hương bằng cái nội lực trung tàn của mình, và tôi hoàn toàn không lấy gì làm bất ngờ với cái kết quả này. Và cũng xin là có gửi cái lời chúc mừng đến anh Phạm Quốc Hương và những cái cổ động viên mà đang theo dõi anh Hương rất là nhiều qua màn hình TV của chúng ta. Và cũng xin được gửi lời chào đến bác sĩ Trần Cẩm Long, dù sao những cái chặng đường của anh ấy trong cái chặng cờ Quý Tỵ này rất là hào hùng, rất là hay, để lại và nhiều ấn tượng đẹp. Và đối với tôi là trận đấu này là cái trận đấu của hai người, có thể hai người anh, hai người bạn của tôi, và tôi rất hài lòng về cái chất lượng trận đấu này. Vâng, và ngày mai thì chúng ta có anh Trần Quyết Thắng gặp anh Diệp Khanh Nguyên, hai anh chờ đợi gì ở trận đấu đó? Đấy là một trận đấu rất hay. Trần Quyết Thắng là được mệnh danh là bố cục chuyên gia. Diệp Khai Nguyên thực ra là một quốc tế đại sư, và anh ý khai trung tàn, nói chung đều toàn diện, và một kỳ thủ rất là biết nhẫn nại, trong cái cách chơi cờ tác phong cũng rất là điềm đạm và khiêm tốn. Thì đấy là một cái trận đấu tôi nghĩ rằng là sẽ rất hay. Một bên trẻ hơn, Trần Quyết Thắng trẻ hơn rất là nhiều, và về cái nghiên cứu về khai cuộc thì sâu hơn. Tuy nhiên với anh Diệp Khai Nguyên thì có lẽ là trung tàn cuộc thì nhỉnh hơn Trần Quyết Thắng, nên đấy sẽ là một trận đấu rất khó dự đoán. Vâng, thưa anh Trung, nếu dùng từ cửa trên thì ngày mai có từ cửa trên không ạ? Ngày mai thì tôi, cá nhân tôi vẫn nghiêng về Diệp Khai Nguyên. Mặc dù anh Trần Quyết Thắng là một cái người mà đánh khai cuộc rất là tốt, tuy nhiên chúng ta phải nhớ rằng là cái khai cuộc của Diệp gia đại hổ, chúng ta dùng từ gọi là Diệp gia đại hổ chỉ cho gọi là người thầy, người kỳ thủ và người thầy là anh Diệp Khai Nguyên, là anh đã nổi danh ở Việt Nam hàng chục năm nay rồi. Thế nên là cái việc mà nếu mà nói về khai cuộc mà anh Diệp Khai Nguyên có chút ưu thế so với anh Trần Quyết Thắng, đối với tôi là hoàn toàn không phải. Và ngày mai sẽ là một cuộc đấu của khai cuộc, và đến một cuộc đấu, khi đến cuộc đấu của trung tàn thì tôi nghiêng về bản lĩnh thi đấu cũng như là những cái khả năng rất là cao của anh Diệp Khai Nguyên. Và đối với cá nhân tôi, ngày mai tôi không dùng từ cửa trên mà tôi dùng từ cửa dưới dành cho Trần Quyết Thắng. Vâng. Cảm ơn hai anh đã tham dự chương trình bình luận ngày hôm nay, trận tứ kết đầu tiên
Người thắng trong trận đấu này, anh Phạm Quốc Hương sẽ gặp người thắng trong cặp đấu diễn ra vào tuần sau. Đó là trận đấu giữa kỳ thủ Trần Văn Ninh và kỳ thủ Nguyễn Trần Đỗ Ninh. Đó là câu chuyện của tuần sau. Ngày hôm nay chúng ta đã biết anh Phạm Quốc Hương là người đã giành chiến thắng. Và như thường lệ, ở phần cuối của mỗi chương trình bình luận tại cabin thì tôi luôn công bố kết quả của những người đã dự đoán chính xác trong ngày hôm nay. Đầu tiên là số điện thoại 0974654223 đã giành giải thưởng là một bộ cốc Trạng Cờ. Số điện thoại 0122934530 giành giải thưởng là một bộ gối tựa. Xin chúc mừng những khán giả đã giành được những giải thưởng trong ngày hôm nay. Và quý vị và các bạn có thể tiếp tục nhắn tin và tiếp tục giành những giải thưởng nữa của chúng tôi. Và ngay ở thời điểm này thì chúng tôi đã tiến hành trao giải đợt 1 cho những khán giả đã giành chiến thắng trong những chương trình trước kể từ đầu khi Trạng Cờ Quý Tị bắt đầu diễn ra. Và để nhận giải và để biết mình sẽ có được những phần thưởng như thế nào, quý vị và các bạn hãy thực hiện như sau theo clip mà chúng tôi sẽ phát sau đây. Mặc dù anh đã phải chia tay chương trình Trạng Cờ Quý Tị trong ngày hôm nay, và kỳ thủ Phạm Quốc Hương, người sẽ đi tiếp có mặt ở vòng bán kết, kỳ thủ đầu tiên có mặt ở vòng bán kết. Thưa anh, Trạng Cờ Quý Tị đã mang lại cho anh những gì? Trạng Cờ Quý Tị đã có tạo điều kiện để tôi được giao lưu với lại các cao thủ hàng đầu trong nước và được quen với lại bạn bè bốn phương, các kỳ thủ bốn phương. Ngược lại thì các cao thủ trong nước cũng có dịp được giao lưu với anh, như ở những trận đấu mà anh đã đánh bại những kỳ thủ tên Tân. Ngày hôm nay thì không phải là một kỳ thủ như vậy. Anh nhận một bằng xác nhận đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn anh đã đến với chương trình, bác sĩ Trần Cầm Long. Kỳ thủ Phạm Quốc Hương sẽ còn đồng hành với chúng ta trong những chương trình tiếp theo, vì anh là người đầu tiên có mặt ở vòng bán kết. Và để thể hiện điều đó, anh sẽ nhận lệnh bài quen thuộc của chúng tôi. Lần thứ 3 anh nhận lệnh bài ở Trạng Cờ Quý Tị. Nếu anh nhận thêm 2 lần nữa, có nghĩa là anh đã giành chiến thắng ở Trạng Cờ Quý Tị. Nhưng đó là một chặng đường rất phức tạp, rất khó khăn ở phía trước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với Trạng Cờ Quý Tị ngày hôm nay. Vào ngày mai chúng tôi sẽ trở lại với một trận đấu nữa rất được chờ đợi, Trần Quyết Thắng gặp Diệp Khai Nguyên. Xin chào và hẹn gặp lại.